Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Ted Ngô, Certified Financial Planner, chuyên giải quyết mọi vấn đề khó khăn về quỹ hưu trí cá nhân, hưu trí doanh nghiệp và quản lý đầu tư của quý vị. Điện thoại 714-726-4522. Steven Trans Financial, giúp mượn tiền để mua nhà đầu tư trên khắp mọi tiểu bang. Chủ nhân tất cả những cơ sở thương mại, mượn tiền để xoay sở trong thời gian ngắn. Tiền lời chỉ có 1.5%, 714-791-2222. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoan FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến với Việt Face Today trong chương trình phát hình ngày hôm nay thứ năm, 9 tháng 2, 2023. Thay lời Diệp và anh Dũng xin cầu chúc quý khán giả một ngày thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào Thái Lê. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay có gì vui không anh Dũng? Thật sự mà nói thì ngày hôm nay nó rất là bình thường. Tuy nhiên những cái tin tức mà có lẽ nhiều người vẫn chú ý đó là cái việc mà công cuộc cấp cứu như tìm kiếm thêm nạn nhân sống sót ở trong cái trận động đất ở tại Thổ Nhĩ Kỳ đó có vẻ là vẫn là một cái tin tức mà nhiều người theo dõi. Đến ngày sáng sớm ngày hôm nay đó, thì những cái tin mới nhất cho thấy rằng đã có trên 20.000 người đã tử nạn thiệt mạng ở trong cái trận động đất này. Thì đây cũng là một cái tin rất là đáng buồn trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thì trước hết chúng tôi mời quý vị theo dõi một cái bản tin liên quan đến công ty Disney. Công ty này cho biết là họ sẽ cắt giảm khoảng 7.000 công ăn việc làm khỏi lực lượng lao động toàn cầu của công ty. Một phần trong sáng kiến cắt giảm các chi phí trị giá hàng tỷ Mỹ Kim nhằm hợp lý hóa các hoạt động của công ty trong thời kỳ hỗn loạn của ngành truyền thông. Tính đến ngày 1 tháng 10 thì Disney đã có khoảng 220.000 công nhân, trong đó có khoảng 166.000 người làm việc tại Hoa Kỳ. Việc cắt giảm 7.000 việc làm chiếm khoảng 3% tổng lực lượng lao động toàn cầu của Disney. Giám đốc điều hành là ông Bob Iger, người đã trở lại lãnh đạo công ty vào hồi tháng 11 khi hội đồng quản trị sa thải ông Bob Chapek khỏi vị trí lãnh đạo công ty, cho biết: "Mặc dù điều này là cần thiết để có thể giải quyết các thách thức mà chúng tôi đang đối mặt ngày nay, nhưng tôi không đưa ra quyết định này một cách nhẹ nhàng. Tôi rất tôn trọng và đánh giá cao tài năng cũng như sự cống hiến của nhân viên chúng tôi trên toàn thế giới và tôi lưu tâm đến các tác động cá nhân của các thay đổi này." Ông Iger cũng thực hiện một số các bước đi để thưởng cho các cổ đông trong công ty, trong khi nhân viên của Disney sẽ cảm thấy đau đớn trước việc thông cáo cắt giảm việc làm đối với họ. Công ty hiện nay đã tạm ngưng thanh toán các cổ tức trong thời gian xảy ra đại dịch. Ông Iger tuyên bố là họ hy vọng điều này sẽ có thể trở lại trong thời gian sắp tới để phục hồi cái sự kinh doanh của công ty trong khi mà nền kinh tế trở nên khá giả hơn. Thưa quý vị, tính đến thời điểm của ngày hôm nay thì cựu Tổng thống Donald Trump vẫn là ứng cử viên Cộng hòa duy nhất tuyên bố ra tranh cử Tổng thống cho chức vụ này vào năm 2024. Và hiện nay, theo một số báo cáo thì có vẻ là ông Trump đang gặp một số thách thức liên quan đến vấn đề gây quỹ. Những nhà tài trợ lớn trong đảng Cộng hòa trước đây từng ủng hộ cho ông Trump hiện nay nói rằng có thể là họ đang cân nhắc việc ủng hộ các ứng cử viên khác. Những báo cáo cho biết rằng là những tài phiệt bên đảng Cộng hòa có lẽ như là đang chọn những nhân vật khác, bao gồm luôn kể cả tỷ phú Charles Koch, một trong những nhà tỷ phú mà thường xuyên ủng hộ các ứng cử viên trong đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử sơ bộ, tuyên bố rằng là họ sẽ chọn những ứng cử viên khác và họ đã chính thức mời một số các ứng cử viên tiềm năng, bao gồm thống đốc Ron DeSantis, cựu phó tổng thống Mike Pence đến một cái buổi họp, nhưng họ lại không có mời ông Donald Trump. Trong quá khứ thì những tổ chức như là Club for Growth hay là American for Prosperity đã chi ra hàng chục triệu Mỹ Kim để mà nâng đỡ hay là hạ bệ các ứng cử viên của họ mà họ nghĩ rằng là không có phù hợp với đường lối chính sách của những người này. Và nói chung là thưa quý vị, thì CNN đã đưa một cái tin rằng là không khác với lại năm 2020, kỳ này ông Trump ra tranh cử không phải có được cái sự hậu thuẫn
trọn vẹn của giới tài phiệt của phe Cộng Hòa. Các ảnh hưởng liên tục của đại dịch và một năm lạm phát kỷ lục đã khiến cho ít nhất một số người dân ở Hoa Kỳ không hài lòng với tình hình tài chính hiện tại của họ. Theo một cuộc thăm dò của Viện Gallup được thực hiện kể từ ngày 2 cho đến ngày 22 tháng Giêng, thì 50% những người Mỹ đã tham dự vào cuộc khảo sát này nói rằng họ cảm thấy tệ hơn về mặt tài chính so với tình hình một năm trước đó. Đây là tỷ lệ phản hồi như cao nhất kể từ cuối cuộc đại suy thoái năm 2009. Ngược lại thì đã có khoảng 35% nói rằng họ đang ở trong tình trạng tài chính tốt hơn. Cuộc thăm dò đã cho biết như vậy. Jeffrey M. Jones là một biên tập viên cao cấp của Gallup đã viết: những người Mỹ có thu nhập thấp hơn, những người thường xuyên báo cáo là giá cả cao hơn đang khiến họ gặp khó khăn về mặt tài chính. Đặc biệt thì có xu hướng nói rằng họ đang gặp khó khăn hơn về mặt tài chính. Cũng theo báo cáo của Viện Gallup thì tỷ lệ 35% cho các câu trả lời khá giả thì nó phù hợp với một số các câu trả lời trong những thời điểm khó khăn tương tự trong bối cảnh kinh tế. Vào các năm 2009, 2003 hay là đầu những năm 1990 và đầu những năm 1980, những người tham gia trả lời thì họ cảm thấy tốt hơn thì nó đạt chỉ có một cái tỷ lệ thấp hơn so với năm nay. Trong khi lạm phát gây căng thẳng cho túi tiền của nhiều người Mỹ thì Gallup cũng lưu ý rằng tiền lương của họ cũng được tăng lên. Và cuộc khảo sát cho biết là các đảng phái chính trị cũng như là mức thu nhập nó đóng một vai trò quan trọng trong cách mà người tham gia cuộc khảo sát này phản ứng lại đối với các nhận xét liên quan đến nền kinh tế mà họ đưa ra. Các đảng viên đảng Dân Chủ thì có nhiều khả năng phản ứng thuận lợi hơn trong nhiệm kỳ tổng thống của đảng Dân Chủ so với các đảng viên Cộng Hòa. Khoảng 61% số người có thu nhập thấp được hỏi thì cho biết tình hình tài chính của họ ngày càng tồi tệ. Và điều này nó trùng hợp với khoảng 61% đảng viên Cộng Hòa cũng trả lời theo cách tương tự. Cuộc thăm dò vào hồi tháng Giêng năm ngoái có phản hồi tích cực và tiêu cực chia nhau đều ra khoảng 41%. Nói tóm lại là cho đến nay đó thì phần lớn nhiều người Hoa Kỳ khi tham gia những cái cuộc khảo sát này thì đều cho rằng là tình hình tài chính của cá nhân họ ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau thời gian đại dịch và cũng như là vì thời kỳ lạm phát hiện nay của nền kinh tế Hoa Kỳ. Thưa quý vị, công ty Netflix cho biết rằng là họ sẽ có những kế hoạch mới để cắt giảm cái việc gọi là chia sẻ tài khoản để mà xem nội dung của nền tảng này. Trong ngày hôm nay thì dịch vụ Netflix tuyên bố rằng là những người những người thành viên của Netflix sống ở tại Canada, Tân Tây Lan, Portugal và Tây Ban Nha đều sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi mà họ muốn chia sẻ những cái mã số cũng như tài khoản của họ trên Netflix với lại người khác. Chúng tôi xin dài dòng một chút xíu. Ở trong thời gian qua đó, ví dụ như là quý vị mở một cái tài khoản ở trên Netflix thì họ cho mình được thành lập 2 hay 3 cái tài khoản nhỏ để mà thí dụ như là người em trong gia đình, người bố của mình muốn xem Netflix thì họ cũng có thể truy cập được, dùng đúng một cái password đó để mà đi vô xem những phim ở trên Netflix. Nhưng vì vấn đề lợi nhuận của Netflix trong thời gian qua nó đã sụt giảm, thì bây giờ họ muốn Netflix muốn rằng là ai mà muốn coi những nội dung ở trên Netflix á, là phải tự mở cái tài khoản riêng của họ, tự trả một số tiền cố định hàng tháng, ví dụ như là 13 đồng hay là 14.99 mỗi tháng, tự trả, tự xem, chứ không phải rằng là một tài khoản mà gửi cho đến cả chục hàng xóm hay là người thân trong nhà nó, quý vị cứ tự do thoải mái xem đi, mình chỉ cần đóng tiền cho một tài khoản thôi. Thì những cái chi tiết đó thì tôi cũng không cần phải nói nhiều làm gì, tại vì cái chính sách này nó sẽ được áp dụng cho những người sống ở tại Canada, New Zealand, Portugal và Spain mà thôi. Khi nào nó tới Mỹ đi rồi tôi sẽ cho quý vị biết rằng là họ sẽ khóa tay khóa chân mình như thế nào. Còn hiện tại đó thì xin chúc good luck cho những người mà sống ở bốn quốc gia kia. Đây là xui phải không? Thôi mà cũng rất là công bằng cho người ta chứ. Tại vì một cái tài khoản mà như mình đưa bạn mình ở nhà khác, thì bây giờ họ làm sao đó trong một cái nhà
những người nào ở trong ngôi nhà đó thì được sử dụng, còn ở địa chỉ khác thì sẽ làm. Thí dụ người ta cũng cho cái option đó, là mở ra một cái tài khoản phụ, thì như vậy thì những cái người bạn của mình cũng sử dụng cái tên của mình, nhưng mà ở địa chỉ khác thì họ sẽ đóng thêm một số tiền phụ trội, thêm một ít nữa thôi, chứ không phải là mở ra một cái tài khoản mới. Thì đó cũng là cách mà người ta khuyến khích, nhưng mà việc làm này có thể thu hút lại cho Netflix một số các cái doanh thu mà họ đã bị thất thoát trong thời gian vừa qua. Trở lại với vấn đề tìm kiếm và cấp cứu ở tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như tại Syria, thưa quý vị, Nick Patton-Walsh là trưởng phóng viên an ninh quốc tế của đài CNN, ngày hôm qua đã đi đến một số các cái khu vực hiện nay đang diễn ra những cái công tác cấp cứu một cách mạnh mẽ đó. Thì đây là một ngày mà những dấu vết vui vẻ còn sót lại đang dần tan biến. Đó là nhận xét đầu tiên của ông. Chắc chắn chúng ta đã thấy đằng sau lưng tôi đây một sự thay đổi tốc độ khai quật mà 24 tiếng đồng hồ trước vẫn còn rất thận trọng. Nhiều người chúng ta thấy họ đào bới bằng tay không. Những người đang tìm kiếm dấu hiệu sự sống của các cá nhân mà họ có thể cứu được từ những đống đổ nát này. Tất cả mọi người đều lao vào để làm sao tìm được càng nhiều người đang sống sót càng tốt. Nhưng một điều đau đớn là cho đến giờ thì khi họ đưa ra thì phần lớn trong những thi thể này đều là những xác người đã chết. Chúng tôi đã chứng kiến những đứa trẻ được đưa ra ngoài, một đứa bé 4 tuổi, một bé gái 8 tuổi và những đứa bé không có cha mẹ nữa vì bố mẹ chúng đã chết ở trong những cái đống gạch vụn đó. Chắc chắn đây là những cái điều mà phóng viên của CNN đã ghi nhận lại được, và ông cho rằng đây là những cái thời gian rất là đáng buồn. Trong khi thì công tác cấp cứu vẫn còn đang mạnh mẽ thì người ta thấy rằng là nhiệt độ ở tại những khu vực này nó đang hạ thấp. Có đêm nó đã xuống dưới 0 độ. Và đó là một cái điều làm cản trở thêm cái việc cứu cấp, cũng như là có thể làm cho những người đã bị kẹt ở trong những đống đổ nát, những người đã không có nước uống, không có thức ăn trong hơn 3 ngày vừa qua đó, thì họ có thể sẽ bị chết vì lạnh. Đó là cái điều mà người ta đang lo lắng. Tuy nhiên bây giờ với những cái tình trạng cấp cứu như thế này, máy móc cơ giới thì cũng vẫn chưa đến kịp nơi đó, thì người ta hiện nay có vẻ như tình hình đang chuyển giang. Từ sự đau khổ, đau đớn, người ta đã bắt đầu lên tiếng trách móc đối với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ về những cái sự ứng cứu có vẻ chậm chạp. Ông phóng viên của CNN này ghi nhận rằng một số người dân khi được hỏi ý kiến thì họ đã bắt đầu phát biểu bằng một cái giọng nói bực tức đối với những cái việc gửi đến những cái lực lượng cấp cứu của Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến cái chết của anh Tyrell Nichols bởi 5 vị cảnh sát của thành phố Memphis tại tiểu bang Tennessee vào ngày 7 tháng Giêng vừa qua. Thì trong tuần này, cái vị cảnh sát trưởng của thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee đề nghị rằng là 5 nhân vật này sẽ phải bị gọi là decertified. Đây là một cách mà của tiểu bang Tennessee sử dụng để mà xác nhận rằng là người nào hội đủ những cái huấn luyện và đầy đủ tiêu chuẩn để mà trở thành một nhân viên công lực của tiểu bang Tennessee. Nó gọi là một cái certification process, là một cái quá trình để mà chứng nhận những nhân viên công lực. Thì vì cái vị cảnh sát trưởng này đề nghị rằng là cái hội đồng mà phụ trách vấn đề chứng nhận là ai đủ tiêu chuẩn để làm nhân viên công lực đó nên decertify, có nghĩa là bác bỏ đi cái quyền làm cảnh sát của 5 người này. Không biết là họ làm cái việc thủ tục này làm chi, tại vì 5 vị này hiện nay đang phải đối mặt với cái bản án gọi là mưu sát cấp độ 2. Thì cái việc mà gọi là họ có được làm cảnh sát nữa hay không đó thì nghe nó hơi dư thừa. Trở lại với phần tin tức, thưa quý vị, ngày hôm qua thì Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đã trao tặng cho Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky một huân chương cao quý nhất của Pháp. Huân chương có tên là Grand Cross of the Legion of Honor trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine đến Paris. Ngày hôm qua, sau khi mà Tổng thống Zelensky đã rời khỏi Vương quốc Anh thì ông đã ghé thăm Pháp, gặp gỡ cùng với Tổng thống Pháp, rồi sau đó cũng đã gặp gỡ với Thủ tướng của nước Đức là ông Scholz. Ngày hôm nay thì ông Zelensky đã lên đường đi qua Mỹ, qua Brussels để có dự cái cuộc họp, cái hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia trong khối Liên Âu.
thì chắc chắn trong phần sau chúng tôi sẽ có thêm một số các cái chi tiết. Tuy nhiên sau khi mà rời khỏi Vương quốc Anh với một bài diễn văn mà đã tạo được cái sự rất là hưng khởi cho tất cả các thành viên Quốc hội Vương quốc Anh đó, thì có vẻ như là ông đã nhận được nhiều cái sự ủng hộ nhiều hơn. Và với cái lời hứa hẹn từ Thủ tướng nước Anh là ông Sunak là sẽ cung cấp thêm một số các vũ khí hạng nặng cho Ukraine trong thời gian sắp tới. Nằm trong cái loạt công du châu Âu của mình lần này, và đây là lần thứ hai ông rời khỏi nước sau khi mà Nga đã tấn công Ukraine kể từ tháng 2 năm ngoái. Khi mà nhận cái huân chương bắt đầu bội tinh của Pháp đó, thì ông nói điều này là một vinh dự rất quá sức to lớn đối với tôi. Và ông nói ông muốn dành cái giải thưởng này để gửi cho tất cả những người dân Ukraine của ông ấy. Hai vị tổng thống đã ăn tối với Thủ tướng Đức là Olaf Scholz tại cung điện Élysée tại Pháp Quốc vào buổi tối ngày hôm qua, trước cuộc họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào ngày hôm nay tại Brussels. Và hiện giờ thì ông đang có mặt ở tại Brussels. Trong phần tin sau chúng tôi sẽ có những cái chi tiết cập nhật liên quan đến cái bản tin này. Thưa quý vị, Bắc Hàn đã tổ chức một cuộc duyệt binh để mà đánh dấu cũng như là kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Bắc Hàn. Bắc Hàn đã tổ chức một cuộc duyệt binh để mà đánh dấu 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Bắc Hàn vào thứ Tư tuần này 8 tháng 2 theo giờ địa phương tại quảng trường Kim Nhật Thành của thủ đô Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Trung ương Bắc Hàn KCNA đưa tin rằng là nước này đã phô diễn hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa và cho thấy khả năng tấn công hạt nhân lớn nhất của quốc gia. Theo KCNA thì hỏa tiễn chiến thuật và hỏa tiễn hành trình tầm xa cũng được trưng bày. Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã tham dự lễ duyệt binh cùng với phu nhân của ông và con gái. Đây là lần đầu tiên mà người ta thấy được người con của ông Kim Jong-un tham dự một cuộc duyệt binh ở Bắc Hàn. Đứa trẻ được nhìn thấy đứng cạnh ông Kim được cho là đứa con thứ hai của ông, theo những bức ảnh đăng trên những tờ báo từ Bắc Hàn. Tối ngày hôm qua, thưa quý vị, thì Quỹ Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia đã tổ chức một bữa ăn tối cho Quốc hội. Đây là một cái chương trình thường niên lần thứ 77 tại khách sạn Waldorf Astoria ở Washington DC sau cái bài diễn văn liên bang của Tổng thống Joe Biden. Ngày hôm qua thì lãnh đạo khối đa số thượng viện là ông Chuck Schumer cũng đã có mặt ở trong bữa tiệc tối này và đã có những cái lời chia sẻ liên quan đến nền dân chủ tại Hoa Kỳ. Ông nói vấn đề không giống như báo chí truyền thống Internet hiện nay không có biên tập viên. Ngày nay ai cũng có thể nói hay viết bất cứ điều gì và có rất ít các hàng rào để bảo vệ những cái điều này, để có thể hoặc là để kiểm tra tất cả những nội dung mà mọi người đều viết và đưa lên các cái nền tảng xã hội một cách tự do như thế. Không có ai để đứng ra để kiểm tra xem điều gì là đúng và điều gì là không. Và mọi người có vẻ như tin vào những điều gì mà họ đọc được, họ thấy được ở trên các trang mạng này. Và sau đó thì lan truyền các cái thông tin mà họ đọc được. Và cuối cùng thì sự sống còn của quốc gia dựa trên sự thật của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Ông nói về cái sự nguy cơ của Internet hiện nay với những cái nền tảng truyền thông mà có thể làm cho những cái sự thật nó bị che mờ. Chúng ta đã thấy điều gì sẽ xảy ra khi các nhà lãnh đạo nắm lấy sự thật đang lan rộng, và chúng ta đã thấy các mối nguy hiểm nảy sinh khi những nhà lãnh đạo này coi báo chí không phải là điểm tựa quan trọng của sự thật mà là kẻ thù của các xã hội tự do. Ông Schumer nói tiếp, cách đây không lâu thì đã có một phong trào bắt đầu gọi các nhà báo là kẻ thù của người dân. Đây không phải chỉ là những lời nói tục tiểu mà nó còn mang tính cách phá hoại. Nó làm xói mòn lòng tin và nó tạo ra một thiên đường cho các cái nhiệm vụ thông tin. Nó làm lu mờ chính khái niệm về sự thật của truyền thông. Cho đến tận ngày nay thì những vết sẹo của các năm đó vẫn còn. Và đáng buồn thay, chính cụm từ tin giả đã được đưa vào từ điển của chúng ta. Cụm từ fake news đã được đưa vào từ điển của chúng ta. Không một nền dân chủ nào có thể tồn tại lâu dài trong những điều kiện như vậy. Ông ta nhắc đến những cái mối nguy hiểm của những cái lời nói không có sự thật và không có căn cứ theo những cái sự thật đó, nó làm nguy hiểm đến cho nền dân chủ hơn tại Hoa Kỳ nói riêng. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ ràng đây là một cái điều không chỉ riêng tại Hoa Kỳ mà nó là một cái tình hình chung trên toàn cầu. Thưa quý vị, sẽ trở lại với những chuyến công du ra nước ngoài của Tổng thống Ukraine. Thì sau khi mà ông đến Anh Quốc thì ngày thứ 5
ông đã có mặt tại thủ đô Brussels để mà gặp gỡ với lãnh đạo của Liên hiệp Âu Châu. Ông Zelensky đến với sự vỗ tay của nhiều thành viên trong Liên hiệp Âu Châu khi mà ông đến để mà kêu gọi sự tiếp tục viện trợ của những loại vũ khí tân tiến hơn cho cuộc chiến ở tại Ukraine. Quý vị đang thấy đây là cảnh mà các nhà lập pháp của Quốc hội Liên Âu đã đứng để mà vỗ tay chào mừng Tổng thống Zelensky như là một người hùng trước khi mà ông đã đến tòa nhà Quốc hội của Liên Âu để mà kêu gọi các quốc gia như là Đức, Pháp tiếp tục ủng hộ cho Ukraine. Vâng, thưa quý vị, như phần đầu chúng tôi đã nêu thì con số người tử vong trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ tính cho đến sáng ngày hôm nay đã lên trên con số 20.000 người, khoảng 17.000 hơn ở tại Thổ Nhĩ Kỳ và 3.000 hơn ở tại Syria. Và các phóng viên đã ghi nhận là có vẻ là các hy vọng để tìm kiếm thêm những người còn mất tích hiện nay, những người còn bị kẹt dưới những đống đổ nát này thì ngày nó càng tan biến đi. Cái lạnh buốt giá đã làm cản trở công cuộc tìm kiếm kéo dài suốt 4 ngày qua ở hàng ngàn tòa nhà bị san bằng. Và cái mốc 72 giờ mà các chuyên gia xem là một khoảng thời gian có thể có khả năng mà sức con người có thể chịu đựng giữa cái lạnh giá đó thì nó đã bắt đầu nó vượt qua. Và nay thì có vẻ như người ta đã những cái hy vọng nó cũng đã tắt dần đối với các gia đình biết chắc rằng người thân mình còn nằm kẹt ở dưới những đống đổ nát, không hiểu là họ còn sống hay là họ đã qua đời trong cái lạnh giá vài ngày vừa qua. Trận động đất mạnh 7.8 độ Richter xảy ra khi người ta đang ngủ, mà quý vị nhìn thấy trên màn hình các cái máy bay không người lái đã quay là những cái cảnh những cái building nó sập như thế, không điều gì có thể chạy ra ngoài được, nó sập hoàn toàn đổ nát và thành những cái mảnh vụn. Chúng ta đã thấy đây là một trong những cái cảnh mà trong vài ngày qua chúng ta đã chứng kiến tại nhiều thành phố lớn khác nhau. Riêng ở tại thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì nhiệt độ ở thành phố này vào tối ngày hôm qua nó giảm xuống chỉ còn là -5°C, tức là khoảng 23 độ F. Sáng sớm ngày hôm nay thì nó vẫn giữ cái mức lạnh như thế này. Thì người ta nói là mình là một người bình thường mà có trang bị quần áo đầy đủ mà còn cảm thấy lạnh đối với cái thời tiết như thế, thì đối với những người mà còn kẹt dưới đống đổ nát thì họ không thể nào họ chịu nổi. Các cái hy vọng thì càng ngày càng yếu đi. Mà người ta vẫn tiếp tục, tuy nói là đã yếu đi nhưng mà người ta vẫn tiếp tục bằng dùng hết cái khả năng của mình để có thể tìm kiếm thêm được thêm người nào thì hay người đó. Thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong phần này là tin chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc một chính sách mới, là không những là trục xuất người di dân bất hợp pháp trở lại Mexico, mà bây giờ trục xuất những người không phải là quốc tịch của Mexico mà đến từ quốc gia Trung Mỹ khác về lại Mexico luôn. Hiện nay chính quyền Tổng thống Biden đang thương lượng với Mexico rằng là quốc gia này có thể nhận những người tị nạn không mang quốc tịch Mexico trở về nước của họ hay không, khi mà chính quyền Tổng thống Biden đang đối mặt với việc là tiêu đề 42 sắp sửa hết hạn, khi mà quốc gia không còn trong thời kỳ đại dịch nữa thì làm sao mà có được tiêu đề 42. Trước đây thì những người nào là người tị nạn bất hợp pháp mà từ Mỹ vượt biên đó thì dĩ nhiên rằng là khi mà Mỹ trục xuất thì họ trở về lại Mỹ, hay là chính phủ Mỹ Tây Cơ có cái trách nhiệm là phải nhận lại những người này. Nhưng bây giờ hiện nay vì cái dòng người tị nạn nhiều quá, mà không những là họ đến từ Mexico mà họ có đến từ những quốc gia như ở trong khu vực tam giác Bắc như là Ecuador, Guatemala v.v. hay là El Salvador đó, thì Tổng thống Biden muốn rằng là Mexico hãy giúp cho nước Mỹ nhận luôn những người tị nạn đến từ những nước này. Chiều trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, trở lại với không khí của bài diễn văn tối ngày hôm qua của Tổng thống Joe Biden. Cho đến từ tối ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay thì các giới truyền thông vẫn tiếp tục khai thác nhiều khía cạnh trong bài diễn văn này. Một bài viết đã được đưa ra vào tối ngày hôm qua
của một tờ báo mà chúng tôi xin tạm giấu tên. Trong phần cuối chúng tôi sẽ nói bài báo này là của báo nào. Với cái tiêu đề là phản ứng cực đoan của các đảng viên đảng Cộng Hòa đối với bài phát biểu quan trọng của Tổng thống Biden lại vô tình giúp đưa ra những quan điểm nổi bật của bài diễn văn này. Người ta đưa ra một số các dữ kiện, chẳng hạn như Thống đốc Sarah Huckabee Sanders, người 40 tuổi, đã đưa ra một số các nhận định của mình và đưa ra cái sự rõ ràng phân biệt cái tuổi tác giữa hai bên, giữa Tổng thống Joe Biden và bà ấy, một bên 40 tuổi, một bên 80 tuổi. Rồi cái vấn đề mà bà đã nói rằng hiện nay người dân Hoa Kỳ đang phải bước vào một cái sự lựa chọn chính trị mới, và thực tế là giữa lựa chọn sự bình thường và sự điên rồ. Rồi sau đó nữa, một số các cái phản ứng của các thành viên khác trong cái bài diễn văn của Tổng thống Joe Biden, người ta thấy chẳng hạn như là dân biểu Bieber đang ngồi và có vẻ như là không nghe những cái lời phát biểu của Tổng thống Joe Biden, hoặc là những cái phản ứng của chính Chủ tịch Hạ viện ông Kevin McCarthy với những cái phản ứng, và ngoài ra đặc biệt hơn nữa là sự phản ứng mà theo như báo chí cho thấy rằng có vẻ thái quá của một thành viên Cộng Hòa, bà Marjorie Taylor Greene, khi mà gọi Tổng thống Joe Biden là một kẻ dối trá đó, thì nó có vẻ như đã làm cho cái mục đích của Tổng thống Joe Biden đạt thành sự thật. Người ta nói rằng cái mục đích bất thành văn của màn trình diễn ở trên sân khấu của ông Biden vào tối ngày thứ ba và trong phần lớn nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy là để hỏi xem, hỏi người Mỹ là những kẻ cực đoan thực sự là ai. Và cái hành vi của các cái hình ảnh mà chúng ta vừa xem của những thành viên Cộng Hòa đó, có vẻ gần như đã xác định và đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Ít nhất là người ta cũng thấy được những cái phản ứng thái quá của phía Cộng Hòa đối với những cái điều mà ông Joe Biden muốn nêu bật. Nhận xét này có đúng hay không, hay là nó là cũng là một cái nhận xét của một phía? Chúng tôi mời quý vị theo dõi với phần nhận định của Tyler Diệp sau đây. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là cái sự nhận xét này đó, nó cũng có thể là nó cũng hơi dư. Là tại vì nếu mà nói rằng là những cái hành động bất thường đi, hay là những cái hành động táo bạo của một số dân biểu đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, nó khiến cho cử tri đi theo cái đường lối mà độc lập hay là ôn hòa trở nên xa lánh với đảng Cộng Hòa đó, thì thật sự là thưa quý vị, những cái cử chỉ của những người này nó cũng không phải là những cử chỉ mới gì. Nó là những cử chỉ mà chúng ta đã thấy trong bài diễn văn mà Tổng thống Biden đưa ra trước Quốc hội trong tuần này. Nó là những cử chỉ hay là những hành động mà chúng ta đã thấy khi mà ông Kevin McCarthy phải cần đến 15 lần đầu phiếu mới trở thành được chủ tịch của Hạ viện. Và chúng ta đã thấy nhiều lần trong quá khứ khi mà những dân biểu khuynh hữu mang tính cách rất là cực đoan đã có những cái cử chỉ như vậy. Cho nên rằng là đây là cũng không phải là những cái chuyện gì mà nó mới mẻ. Và một phần vì những cái cử chỉ này cho nên rằng là phe Cộng Hòa mới không đứng vào cái vị trí gọi là thắng một cách ngoạn mục trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ hôm qua. Cho nên là cái bài viết mà nói rằng là những cử chỉ cực đoan của phe Cộng Hòa nó là làm gia tăng cái lập luận của Tổng thống Biden đó, thì có thể là đây không phải là một cái sự phân tích gì mà nó mới. Mà chúng ta, nếu mà những người nào mà tin tưởng vào cái việc này nó ảnh hưởng đến cử tri độc lập đó, thì những cử tri độc lập đó họ đã thấy được những cái việc này trong vài năm gần đây rồi, chứ không cần phải đợi đến cái việc mà Tổng thống Biden đưa ra bài diễn văn thì họ mới nói. Nếu quý vị còn nhớ rằng là dưới thời mà ông Obama đó, khi mà ông Obama nói về một số vấn đề trong chính phủ của ông, thì thời đó cũng có một dân biểu Cộng Hòa tại tiểu bang South Carolina, ông Joe Wilson, ông có đứng lên mà ông la lên là ông là một đứa nói láo. Thì sau đó đó, thưa quý vị, dân biểu Wilson cũng được nhiều cử tri đảng Cộng Hòa chú ý, dù rằng là sự nghiệp chính trị của ông nó cũng không đi xa hơn đó nữa. Cho nên nếu mà anh Dũng đặt cái câu hỏi rằng là những cử chỉ cực đoan này nó có ảnh hưởng gì đó không đó, thì tôi thấy rằng là
nó cũng như vậy. Và nhiều người bên đảng Cộng Hòa cũng không có kiểm soát được những cử tri này. Nếu quý vị để ý rằng là khi mà Kevin McCarthy, cái người mà ngồi phía sau ông Joe Biden đó, có một số lần ông McCarthy ông cũng giống như là ông cũng ra cái dấu hiệu cho gọi là các đồng nghiệp của ông đó nên từ từ lại, từ tốn lại. Tại vì dù sao đi nữa thì chúng ta cũng nên tôn trọng cái chức vụ tổng thống, dù chúng ta gọi là rất là khinh bỉ cái người đang giữ chức vụ đó. Đó là cái sự nhận xét của tôi liên quan đến bài báo mà anh Dũng vừa mới đưa ra. Cái bài báo là còn viết như thế này: cảnh tượng mà một diễn giả có vẻ yếu ớt không thể giữ gìn được sự trật tự trong phòng khi ông Biden phát biểu. Một cảnh tượng gói gọn sự sụp đổ của phép lịch sử trong nền chính trị Cộng Hòa thời Trump là điềm báo xấu cho tương lai. Màn trình diễn hôm thứ Ba đã gieo rắc những nghi ngờ mới là ngay cả khi ông McCarthy bằng cách nào đó để có thể đạt được các thỏa thuận với ông Joe Biden về việc cắt giảm chi tiêu để đổi lấy việc nâng giới hạn nợ công của Hoa Kỳ, đảng Cộng Hòa California sẽ có thể bán bất cứ thứ gì ngoại trừ vị trí chuyên chế cho các thành viên của mình trong một cuộc đụng độ có nguy cơ đưa nền kinh tế Hoa Kỳ vào một cuộc khủng hoảng. Trong khi đó thì sau cái buổi bài diễn văn này thì các phóng viên cũng đã tập trung lại theo đuổi bà Taylor Greene. Bà đã nói với phóng viên của đài CNN rằng bà ấy sẽ không xin lỗi với những thái độ của bà ấy vì cách cư xử kém cỏi của mình trong cái bài phát biểu của Tổng thống Biden. Mặc dù bà đã đưa ra những cái hành động mà các đảng viên đảng Dân Chủ ghi nhận chính xác là họ muốn làm nổi bật lên cái tư cách của bà Green. Bà nói rằng là bà đã tức giận và tôi không vỗ tay cho những kẻ nói dối. Trong khi đó thì cựu chủ tịch Hạ viện Dân Chủ bà Nancy Pelosi, người mà chúng ta còn nhớ trong cái bài diễn văn cách đây vài năm dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, bà đã đứng phía sau ngay cái ghế mà ông McCarthy ngồi, thì bà cũng đã xé những cái bản thảo cái lời diễn văn của cựu tổng thống Donald Trump và ngay vào lúc đó thì bà lên tiếng chỉ trích bà Green. Bà nói là những trò hề của bà Green gói gọn trong sự lựa chọn của người Mỹ giữa sự hỗn loạn và sự ổn định. Người ta cũng thấy, tuy nhiên không phải là tất cả các thành viên Cộng Hòa đều đã bày tỏ những cái thái độ như thế. Nhưng chẳng hạn như Thượng sĩ Mitt Romney cũng đã đến thẳng và trực diện với George Santos và nói rằng anh không phải thuộc ở nơi này. Tức là người ta vẫn đưa ra một số các cái hình ảnh mà để làm giảm nhẹ cái điều này. Nhưng như Tyler Diệp đã nói, trong bất kỳ những cái bài diễn văn nào mà có sự hội tụ của lưỡng đảng thì người ta vẫn thấy cái thái độ phản ứng của phe đối lập nó cũng diễn ra một cách tương tự. Nhưng vấn đề thái quá hay không là tùy theo cái mức độ của mỗi người nhìn nhận cái sự việc như thế nào. Và bài báo này, thưa quý vị, để rộng đường dư luận, đó là một bài báo từ CNN. Cảm ơn phần phân tích của Tyler Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Gia Hưng Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. Ted Ngô, Certified Financial Planner, chuyên giải quyết mọi vấn đề khó khăn về quỹ hưu trí cá nhân, hưu trí doanh nghiệp và quản lý đầu tư của quý vị. Điện thoại 714-726-4522. Steven Trans Financial, giúp mượn tiền để mua nhà đầu tư trên khắp mọi tiểu bang. Chủ nhân tất cả những cơ sở thương mại, mượn tiền để xoay sở trong thời gian ngắn, tiền lời chỉ có 1.5%, 714-791-2222. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. BIK Bequesta BMS 5015, loa kéo cao cấp BIK Bequesta BMS 5015 chính hiệu Nhật Bản, mới nhất năm 2023. Cấu hình mạnh mẽ, âm thanh xuất sắc, bass 15 inch 1000W, effect echo reverse ngọt ngào, dual wireless microphone, pin 10 tiếng cho microphone, 8 tiếng cho hệ thống loa. Ưu đãi đặc biệt cho khán giả xem đài Vietfish TV, giá chỉ 1099 đồng, tặng kèm đèn Discolite. Số lượng khuyến mãi có hạn, gọi ngay cho Gia Hưng 407-704-6970.
Tâm Đoan mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Ca sĩ Tâm Đoan đã tạo ra mỹ phẩm D1, dòng dưỡng da đa hệ thích hợp mọi lứa tuổi, loại da, màu da nam và nữ. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoan đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền trong 4 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ, ngăn chặn nếp nhăn ngay từ lúc chúng hình thành. Dạ, căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non non và khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám nên mua xài đi. Mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra. Rất là căng, chị rất là thích, không phải đi mổ nữa. Đúng rồi, một viên một phòng đào nhất cái gì nữa. Không cần trồng đỡ nữa. Cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mổ. D1 will make the difference. 888-376-6768. Tâm Đoan trân trọng kính mời. Quý khách có biết rằng tại tiểu bang California đã có gần 5 triệu người có bằng cấp để đi mua nhà, bán nhà và làm financing. Nhưng chỉ có một tiệm duy nhất được mang tên Steven Trần Financial với 30 năm kinh nghiệm phục vụ cho Quý Đồng Hương tại quận Cam. Steven Trần có thể bảo đảm rằng khi quý khách cần mua nhà, bán nhà, vay mượn hoặc refinance, chúng tôi có thể giúp cho quý khách với tiền quê hồng và tiền lời rẻ nhất. Steven Trần xin trân trọng kính mời. Techno là một chuyên gia tài chính có hơn 20 năm kinh nghiệm, đã từng trải qua những suy trầm của nền kinh tế Hoa Kỳ như hiện nay, đã và đang giúp thành công hàng ngàn gia đình khách hàng đang sống ở tuổi về hưu có được cuộc sống bình yên, thoải mái với đầy đủ vật chất, tiền bạc trong kế hoạch tài chính an toàn mà trước đó quý vị đã được sự cố vấn của Techno trong các quỹ hưu trí 401k, 403b và pensions. Xin lưu ý, kế hoạch tài chính là một quá trình lâu dài, đòi hỏi người cố vấn phải có nhiều kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về những biến đổi của kinh tế thị trường. Hãy đồng hành với Techno hôm nay để có được cuộc sống tài chính sung túc mai sau. Techno 714-377-8700. Techno 714-377-8700. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.